Xin kính chào anh em. Hôm nay tiếp tục giao lưu với anh em một số dụng cụ đồ nghề Nhật Bãi, hàng tuyển từng món nha anh em. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ đến anh em. Số điện thoại là 0397193224. Anh em nhớ đăng ký kênh, khi mà em ra clip sau anh em nhận được sớm nhất anh em. Xin cảm ơn anh em. Rồi, mã đầu tiên. Là một cái kéo cắt cành lưng gù. Hàng này, hàng mẫu này mẫu cao cấp nha anh em. Mẫu cao cấp, thép đúc nguyên khối, lưỡi còn rất đẹp, cực bén. Đây một chuyện này đủ. Hình bông lúa nha anh em. Cái hàng này mới nó rất mát nha anh em. Đây lưỡi nó đây. Thế là thép ghép nha anh em, thép ghép này nó có ghép cái lưỡi ở đây nè. Chiều dài của cây này là 20.5 nha anh em. Chiều dài là 20.5. Trong đây nước sơn nha anh em, người ta sơn vô á. Mã 8/1, giá 650 nha anh em. Tiếp tục là mã 8/2. Là một cái kéo mai ARS Smen Japan. Lưỡi còn cực đẹp luôn. Lưỡi cực đẹp luôn. Hàng này hàng xưa anh em. Tay nhôm. Mẫu này cực kỳ hiếm. Đó giờ em bán mới gặp từng cây thôi. Rất sắc, cực kỳ sắc. Lưỡi cực đẹp. Tay nhôm. Chiều dài của cây này là 26 anh em, 26 cm. 26 cm. Cực bén. Rồi. Mã 8/2, giá 380.000 nha anh em. Tục là mã 8/3. Là một cây thước băng me điện tử 0.25mm, độ CL là 0.0001mm. Rồi hoạt động thì trơn tru. Ra răng đây, nó có chạy chỗ trung đỉnh chỗ này. Rồi, mã 8/3, giá 1.3 hay nè, 8/3 giá 1.3. Tục mã 8/4, cũng là một thước băng me điện tử 0.20mm, đâu sao là 0.0001mm anh em. Đây giờ bằng đây của mấy cái này là hàng của Mitu Tuyo ha anh em. Đây Mitu Tuyo, cây trước cũng vậy. Đây, cái đầu ấy của nó đây, đầu nó vậy đó.
đất hoạt động bình thường, ngon lành. Rồi, 8/4 cũng chịu 3 ha anh em. 8/4 cũng chịu 3. 8/5 cũng là một cây thức ăn me. Nhưng mà cây này cơ ha anh em, của Tutuyo luôn, 0.25 mm. Giờ là 0.01 mm. Đây cái đầu nó gì đây? Còn nó bẹ gì đây? Còn rất đẹp anh em. Rất mới. Đây mấy anh sao băng đây. Rồi. 8/5. Giá 550 anh em. Tổng là 8/6. Cũng lồng cây thước băng me cơ. Mẫu này em bán trước mấy cây rồi anh em. 0 đến 15 mm, độ sẽ là 0.01 mm, cũng gọi là của Mitutuyo luôn đây. Hết sao băng đây. Đầu nó đây. Rồi. 8/6. ₹450 anh em, 8/6 giá ₹450. Tục là 8/7. Một cái kìm bấm chết của Argo. Cái này là 7 inch ha anh em. Chiều dài của nó là 18.5. 18.5 ha anh em. Của Argo. Ra bằng đây. Bên ngoài thì cũng còn khá đẹp, răng hàm thì đây răng cũng còn rất ngon. Rồi, 8/7 giá 350.000 anh em. Tiếp tục là mã 8/8, cũng là kìm bấm chết Argo giống cây trước. Cây này chưa sử dụng anh em, hàng chưa sử dụng. Đây sao băng này Argo chưa sử dụng. Quá đẹp, cây này mới chát luôn anh em. Mới cứng luôn. Cây này cũng là 18.5 cm anh em. 7 inch đó. 7G đó. Nào 7 gíp nè. Cái trước thì cũng bằng cái này luôn. Nó cũng là 7 gíp nè, đó. 7 inch đó. Rồi. 8/8. Giá 450 anh em. Tục là mã 8/9. Hai cây cảo xích, một cây của xe đạp và một cây của xe máy. Đây mấy anh da băng đây. Cái này cũng là của da băng. Cái này trước đi. Đây, cây này chưa sử dụng ha anh em. Hoàn toàn chưa sử dụng. Mấy anh dao ăn đây chưa sử dụng nha anh em. Cái đầu nó còn do nè, nếu mà mình sử dụng thì nó hay là lè tí rồi. Rồi cây thứ hai là cây cảo xích xe đạp, đây dao ăn đây,
nhỏ gọn nhưng mà có tác dụng lắm anh em. Rồi mã 899 giá 650 anh em. Tiếp tục là mã 810 là một cây vai zip sản xuất năm 1973 và 1989 anh em, hàng xưa anh em. Còn full hộp luôn anh em. Còn giấy khai xanh luôn anh em. Đây giấy khai xanh nó nằm lên đây. Cây này là cây 10 QG ha anh em. Chưa sử dụng ha anh em, hình thức thì còn rất đẹp. Chưa sử dụng. Đây hàm răng ở đây, răng nó cực đẹp luôn. Hai dòng chữ hàng này, hàng sản xuất cho quân đội ha anh em. Nó của quân đội chứ không phải của dân dụng anh em. Quần đội thì nó làm sẽ chất lượng hơn. Rồi à, 8/10 giá 1.350.000 nha anh em. Còn khuôn hộp giấy khai xanh tục 8/11 là một cái đồng hồ đo điện, hồ ôm đo điện đó nè của Hihoki. Đây mấy anh ra băng luôn nè, còn nguyên zin 100% đã test ok rồi anh em. Đây cái thang đo nó đây anh em nhìn kỹ, thang như dưới đây luôn đây đó. Đây test cặp kim cho anh em xem. Kìm lên nè anh em. Đó, kìm lên đó. Quay ghi luôn anh em, quay ghi luôn. Rồi. 8/11 giá 850 anh em. Tiếp tục 8/12 một cái kìm điện Kenji Tool anh em. Kenji Tool là thương hiệu của Mỹ, anh thợ chạy cục điện cái hình nó đây nè, nhưng mà nó hơi mờ mờ tới anh em nhìn rõ nó mới thấy đó anh em, nhìn nè nó có hình anh cục điện USA nè, USA đó anh thấy không, anh em thấy không, nó nhìn kỹ mới thấy. Đó, chỉ của anh thợ giờ cột điện đó. Đó anh em thấy không, thấy rõ ha. Đó. Nó hơi rám rám tí anh em, nhưng cái răng nó cực đẹp. Đây cái răng nó đây, cái răng hàm nó còn cực đẹp, hàng xưa ha anh em. Candy Tool hàng này cái chất lượng anh em khỏi bàn đi, hàng rất cổ. Nó là một cái kìm điện này có móng cót luôn nè, bao da còn nguyên, nó chạy chỗ giúp đỉnh 2 năm tháng nhưng còn rất đẹp. Đây. Hàm thì còn cực đẹp. Hàm cắt cũng còn rất khít luôn. Đó. Thì còn hơi rám rám tí thôi nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu nè, quan trọng là mình sử dụng ok. Chiều dài của cây này là nó sẽ là 22 cm nha anh em. 22 cm. Rồi. Giá 8/12. 450 nha anh em. 8/12 450. Tiếp tục 8/13 cũng là hai cây kìm điện, hai kìm điện Mary và Sinbad anh em. Đây. Đây này có hàm tốt chỉ điện và bấm code thôi anh em. Đây đầu da tay da nó đây, nó có gắn chút nè,
hàm đây. Rồi cắt các khớp anh em. Thì dài cái cây này nó sẽ là 19 anh em, 19 cm. Cây Mary. Đây đang ở đây. Hàm cắt rất khít. Bao da đây bao da cũng còn đẹp. Không lo ánh sáng này anh em. Cây này thì nó sẽ dài gần 22 anh em, gần 22 cm. Rồi. 8/13 giá 500 anh em. 8/14. Hai cái kìm mỏ nhọn của hai thương hiệu lớn của Nhật nha anh em. Huiza và Meri, cây này hoàn toàn sử dụng rất mới anh em, chưa sử dụng. Đây cây Huiza chưa sử dụng. Bao tay còn rất là đẹp. Đây cái hàm nó đây. Hàm nó chưa sử dụng. Chiều dài của nó là 16 anh em. Cũng là cây Mary chưa sử dụng luôn, cái bao tay mới cứng luôn. Đây cái hàm ở đây. Rồi cắt có tốt dây điện luôn nè, rất là khít luôn, không rõ ánh sáng luôn anh em. Cây này thì cũng là 16.5. Rồi. Mã 4, mã 8/14. Giá 300.000 anh em, hai cây này chưa sử dụng anh em. Tục là mã 8/15. Cũng là hai cây mỏ nhọn, cũng hai thương hiệu lớn. KTC và Mary. Đây cái này KTC. Chưa sử dụng luôn anh em. Đây hàm nó đây. Cắt rất khít, không có ánh sáng luôn anh em. Bao tay cũng còn đẹp của KTC, xuất xứ Nhật đây. Cây này thì nó dài 16.5 anh em. Đây tiếp tục cây Mary cũng chưa sử dụng, đi ra nó đây. Bao tay cũng còn đẹp, hàm còn ít, cũng lỗ tốn dây điện luôn. Hàm thì không có, không lỗ ánh sáng anh em. Vì vậy cái này cũng là 16.5 anh em. Rồi. Mã 8/15. Giá 270.000, chưa sử dụng anh em. Tục mà mã 8/16 cũng là hai kìm mỏ nhọn. Cũng là của Nhật anh em. Đây, cây này nó có găng bấm cốt. Không có lỗ nè, nhỏ không có lỗ lớn nè, căng kẹp nè, hàm có lỗ túi chỉ điện luôn, đang rất khít, còn rất đẹp. Đây đang ở đây, cái này nó hay ba chức năng anh em, nhiều chức năng anh em, còn rất đẹp. Bao da, bao da dày anh em, bao tay dày. Bao dài cái cây này nó sẽ là 16.5 anh em. Giết Nhật đây, Amon. Đây nó đóng chữ ra băng trong đây luôn nè. Bao tay cũng bao tay dày luôn. Đây răng ở đây. Chiều dài của cây này nó sẽ là 16.5 luôn nè. Rồi. Mã 6/16, 8/16. Giá 250 anh em. Tiếp tục là mã 8/17.
là hai cái kìm cắt, có một cây chưa sử dụng anh em, hai cái kìm cắt có một cây chưa sử dụng. Đây lưỡi đây kết có lỗ tốt dây điện, bao tay cũng còn rất đẹp. Đây lưỡi kết, chiều dài của cây này là 16.5 luôn anh em. Đây, lưỡi còn rất đẹp, rất khích, có lỗ tốt dây điện luôn. Xà băng đây, bao tay cũng còn rất đẹp. Chiều dài của cây này sẽ là 16.5 ha nè. Rồi, mã 8/17 với 250.000 ha nè. Tiếp tục mã 8/18 là hai cây kìm ngồi của Fujisa và Meiji, một cây chưa sử dụng, thì dài của nó là sẽ là 21 anh em, hai cây 21 hết. Đây cây này của Fujisa chưa sử dụng đây, răng đây, làm cắt cực kỳ khít, không lọt ánh sáng luôn anh em. Đây, da băng, bùi da băng. Cái này chưa sử dụng anh em. Này là cây Meiji. Làm cắt cũng cực kỳ đẹp. Đây đang ở đây. Rồi mã 8/18 giá 400.000 anh em. Tục là mã 8/19 một cây mỏ lít xích của top 150mm anh em, chưa sử dụng. Xà băng đây chưa sử dụng anh em, một lít xích. Cái gà nhỏ này nó rất là hiếm, đẹp xinh xinh. Rồi mã 8/19 giá 280.000 anh em, hàng chưa sử dụng. Tiếp tục là mã 8/20 là 5 cây cơm ba cho học sinh, hàng của Nhật, ba có ba cây bằng đồng hay nè, ba cây hàng độc ha. Đây chiều dài của cây ngắn nhất là 12, còn cây dài nhất là 15.5. đây có hai cây là mình đánh dấu trên kim loại hay nè, bề mặt gỗ hoặc kim loại, còn ba cây là xài viết chì anh em, gục viết chì. Đây cây này bằng đồng anh em, thao. Đây cái này cũng bằng đồng thao luôn. Đây là nó mũi nhọn, nó không phải là viết chì anh em, kim loại nó gạch trên bề mặt kim loại hoặc là gỗ gì đó, hoặc là BK gì đó. Rồi. 5 cây. Mã 8/20, 5 cây cơm 34.000 anh em. Tục là mã 8/21 là một cây mỏ lết độc của SK11, hàm rất độc. SK11 đây đó, cái đánh chữ của nó là SK11, có thang chia thước luôn. Chiều dài của cây này sẽ là 21.5 cm và cái hàm nó cực độc. Hàng này hàng cho anh em sưu tầm đồ chơi đẹp.
mở cái đồ mở hàm của nó ra bên đó. Độ mở hàm của nó là 34, gần 40 anh em, 39 mili. Độ mở hàm nó gần 39 mili, rất lớn. Độc đáo. Rồi, hả 8/21. Nó 370 ngàn anh em. 8/21, 370 ngàn. Tiếp tục 8/22. Cái mỏ lết. Lết water con tôm 250 ml chưa sử dụng. Rất đẹp. Exit Nhật đây. À, chưa sử dụng anh em. Đây hàm ở đây. Độ mở hàm của nó sẽ là 29 ml anh em. Độ mở hàm nó 29 ml. Rồi. 8/22. Giá 250.000 anh em. 8/23. Cũng là một cây mỏ lết. 250 ml của lết Potter luôn. Cũng chưa sử dụng luôn anh em. Độ mở hàm nó cũng như cây kia luôn. 29 ml. Ai hàm nó đây. Chưa sử dụng ha. Rồi. Mã 8/23 là giá 250.000 luôn anh em. 8/24 là hai cây cờ lê đa năng. Mở ấp bị tròn cạnh đó. Con ấp mà mấy anh em dặn là nó bị tròn góc tròn cạnh đó, là cái này mở là ok nhất. Của thằng U-Băng và thằng Top 250 ml và 150 ml, 6 in đấy anh em. Đây. Răng đây. Này nó có đóng da băng luôn nè. Răng nè. Răng. Rồi. Mã 8/24. Giá 270.000 ha anh em. Tục là mã 8/25 là một cây mỏ lết. Nó bắt tơ con tôm có bao da cây, mấy cây này bao da hiếm lắm anh em, cực kỳ hiếm. 8 pin 200 ml. Còn rất đẹp. Gần như chưa sử dụng. Đây cái hàm nó đây. Độ hả hàm của cái cây này nó sẽ là 24 ml anh em. Độ hàm 24 ml. Đây, da băng luôn đây. Cây mà có bao da, tai da là rất hiếm anh em. Rồi. 8/25 giá 250 luôn anh em. Tục 8/26 là một cây thước kẹp. Mitu Toyo 30 cm. Còn rất đẹp. Đây. Đó. Chờ. Cực kỳ khích luôn em. Không lọt ánh sáng luôn anh em. Ba mươi cm.
Mitu Toyo. Hình thức thì còn rất đẹp ha anh em. Rồi, mã 8/26, giá 900.000 anh em. Thước này 30 cm này anh em. Tiếp tục là mã 8/27 là một cần cân lực, cần cân lực 1/2 hàng cổ xưa ha anh em, mà chưa sử dụng. Đây đó là đầu 1/2 hoàn toàn chưa sử dụng. Đây cái đầu ở đây cực kỳ đẹp, cái độ này sờ bằng đóng đây, hàng xưa ha anh em, chưa sử dụng. Rồi, 8/27 900.000 ha anh em. Tám trên 28 là một cây mỏ lết cực độc. Hàng này đó giờ mới gặp được một, chỉ có một cây thôi, không có cây thứ hai nha anh em. Nó TMQ 400, cái độ mở hàm của nó là 31-75 mm anh em, chưa sử dụng anh em. Hàm ở đây chiều dài của nó là 40 cm, 39 cm này anh em. Hàng cực độc này cho anh em sưu tầm đồ. Mở hàng của nó là 75, chứ nó trên 75 anh em, nó trên nó khoảng 85 đó anh em. Đồ mở hàng nó 85 luôn á, 75, nhưng mà cái độ mở hàm nó là 85 luôn á, 85 rất lớn. À này cho đem sưu tầm ha anh em. Đây ra băng luôn đây. Rồi, mã 8/28 giá 900 ha anh em, 8/28 giá 900. Tám trên 29 là cây mỏ lớp 375 mm, lớp tơ con tôm còn rất đẹp ha anh em. Đây không rơ lắc ha anh em, đây cái hàm ở đây sao băng luôn đây. Rồi, mã 8/29 giá 500.000 ha anh em. 8/29 giá 500. 8/30 là cái kìm bấm cót đen sang xe lớn anh em. Đây 5.5/8/14/22, hàng như chưa sử dụng ha anh em.
chiều dài của cái cây này nó sẽ là 35.5 cm anh em. Đây cái hàm, nó có số luôn anh, anh kia nó ép cho nó có số luôn nè, nó có số đóng in trên cái cốt luôn á, cái đầu cốt á, số nó in trên cái đầu cốt luôn á, có số đó. Rồi mã 8/30 giá 500.000 anh em. Tám trên 31 là một cây chỉnh tâm của máy tiện miễn sa băng. Cái này nó có 500 luôn anh em. Đây miễn sa băng đây, nó có 500 như này nè anh em, bật công tắc qua on thì nó 500 sẽ hoạt động, còn nếu mà nó ốp thì 500 sẽ không hoạt động anh em. Đây nó có mấy khớp nối gì đây, đồng hồ nó đây. Đó. Này mình có thể chỉnh qua chỉnh lại anh em. Đó, chỉnh cho nó ngay. Đồng hồ nó làm đi tu vô anh em, mấy giờ băng luôn. Tức thì còn rất đẹp. Đế đồng hồ chỉnh tâm máy tiện anh em, hoặc làm thứ tư tự cũng được, mấy cái cần chuyện làm. Rồi 8/31 giá 650. Tục 8/32 là cây mỏ lết hiếm, mỏ lết răng nhưng mà nó nhôm cả con sùng luôn, 350 mm cũng hít thép alloy, gần như chưa sử dụng anh em. Đây răng nó, đây răng nó cần cực đẹp luôn, nó chưa sử dụng nè. Độ hạ hàm của nó sẽ là 37 anh em, 37 cm độ hạ hàm của nó. Thường thường này mấy con mỏ lết kia thì cái con sùng này nè nó bằng sắt kim loại, còn này bằng nhôm anh em. Đó, chỉ có hai cái hàm bằng thép, chứ còn là bằng thép thôi, chứ cái đai bằng thép thôi, còn đa số là toàn bộ thân nhôm hết, nhâm gần như chưa sử dụng. Đây sao băng đây còn chưa, rất đẹp, hình thức bên ngoài rất đẹp. Rồi mã 8/32 giá 500.000 luôn hai lần. 8/33 là một bộ tiếp của KTC khẩu từ 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 26, còn rất đẹp đây. Đó. Cây tự động ở đây của KTC mới hoạt động trơn tru. Này cái này cái trượt cũng của KTC luôn, nguyên bộ. Đây là cái đầu nối, nó nằm trong bãi thì hay rám rám tới nhưng sử dụng còn rất ok anh em. Này đầu ở đây quan trọng là cái đầu thôi. Đây một khẩu ở đây, rồi 8/3 giá 870 anh em. 8/33 giá 870.000 cho cái bộ này. Tiếp tục là 8/34 hai cái thước thủy, cây thì nó sẽ dài 30, còn một cây thì nó sẽ dài là 38.5. đây thủy đó, đây đây hết in sa băng 38 mm, nhưng mà để mình đo thì 38.5 anh em. Đây mấy in sa băng nó có đóng in sa băng luôn nè, đó. Nó mới in sa băng dưới này nè. Đó. Cái này không có 500 ha anh em. Tôi vào cái cây Tajima. Cây này có 500, nó 500 đó đó.
ta chưa mai mấy anh giao băng mình hai cái thử nữa đây. Rồi. Mã 8/34. Giá 450 cho hai cây anh em. Ừ. 8/35. Là một cây bít sắn đẩy. Tự động hai chiều của Nippon. Độ thu ngắn của nó là sẽ là 31. Còn cái độ bung dài của nó ra sẽ là 44.5. Đây, nếp bông. Thì kèm nó là 4 mũi anh em. Kèm nó là 4 mũi. Đây anh em chỉ gài vô đây rồi anh em mở là nó bung ra đó vậy đó. Rồi mã 8/35 giá 280.000 anh em. Tiếp tục 8/36 cũng là một cây vít sắn đẩy tự động nếp bông hình thức giống cây trước. Đây cái độ dài nó cũng như nhau, cũng là thu ngắn lại là 31, dài ra là 44.5. Rồi tiếp cây này theo 3 mũi. Ừ. Rồi mã 8/36 giá 280.000 nè. Tục 8/37 là hai cây đuôi chuột của thằng Stop và Shop 3 chưa sử dụng anh em. 14/17 và 19/21 đây chưa sử dụng anh em. Sao băng đây. Rồi 8/37 giá 400 anh em. 8/37 giá 400. 8/38 một cái dao đi rừng làm vườn hoặc là chặt xương gì cũng được. Đây cái chiều dài của nó sẽ là 35.5 anh em. Chiều dài 35.5, cái độ dày của nó là 60 ly anh em. Bản của nó là 50 ly, thép đen nha anh em, thép đen. Đây cán còn nguyên vẹn, cái dao là cực sắc. Rồi mã 8/38 giá 400.000 anh em. 8/39 hai con dao gấp hàng thủ công Japan anh em, hàng thủ công Nhật. Cái dao này sắc lắm anh em. Có ống chữ Nhật luôn nè. Độ dài của đường dây là nó sẽ là 20 cm, cây đỏng 20 chưa anh em. Cây đỏng 20 cm hết. Đây, lưỡi nó đây. Bây giờ là cực sắc. Đây. Cây cắn gỗ, một cây cắn nhựa. Ốp nhựa, một cây ốp nhựa, cây ốp gỗ. Độ dày của nó là
30 ly, độ dày là 30 ly, của lưỡi dao là 30 ly. Rồi mã 8/39 giá 370.000 anh em. Tiếp tục mã 8/40 là hai cái dao cắt ống mini của Ritz của Mỹ anh em, USA. Đây lưỡi dao rất đẹp, Ritz của Mỹ, cái độ cắt nó là sẽ là 24 mm, độ cắt 24 mm anh em. Rồi 8/40 giá 400.000 cho hai cái dao cắt dít dít của USA. Tám trên 41 hai cây đo lốp xe của Toyota 4 kg anh em, đo xe máy rồi cũng được anh em, đo lớp đây nè 4 kg đã test ok rồi anh em. Hai cây đo áp suất lốp á, Toyota xà băng luôn. Rồi mã 8/41 giá 250.000 anh em. Tám trên 42 là một cây kích ship 2 tầng, trước kia nó bán 2 cây rồi nè, trọng tải của nó là 700 kg, 0.7 tấn đó, còn cực đẹp, rất là nhỏ gọn. Rất đẹp. Đầu xả thấp nhất của nó sẽ là 11 cm. Cao của nó nhất là sẽ là maximum luôn là 39 anh em. Độ cao của nó, maximum nó là nhất luôn là 39 cm, gần 4 tấc á. Rồi. Mã 8/42. 600.000 anh em, 600.000. 8/42 là 600.000. Rồi hôm nay chỉ là 42 mã thôi anh em. Anh em nào có nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm thì liên hệ đến em, số điện thoại 0397193224. Em nhớ đăng ký kênh để em ra clip cho anh em nhận được sớm nhất anh em. Rồi xin kính chào anh em.